Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị và các em thân mến. Ngày hôm nay, Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố, giá bán quá là hợp lý luôn. Phân khúc nhà nhỏ, 5 x 11 m mà chỉ có giá bán 3 tỷ 950 triệu đồng. Mua đất tặng nhà luôn nè cả nhà. Tọa lạc ngay lợi thế vị trí góc hai mặt tiền đường, quá là thông thoáng. Phan Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển ra trục đường đi vào bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Và ngôi nhà tọa lạc cách chợ Thạch Đà cho khoảng 50m di chuyển. Trục đường số 59 kết nối với đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Tại đây cả nhà mình di chuyển về trục đường Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, đường Nguyễn Văn Khối, đường Quang Trung, đường Phan Nghi Ích tương đối thuận tiện. Đó, một vị trí tương đối đẹp luôn. Kế bên chợ chúng ta đi siêu thị, đi chợ Bách Hóa Xanh quá là thuận tiện. Và ngôi nhà liền kề với cụm căn hộ, khu chung cư The Dream Home, khu phân lô tương đối đẹp. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Một căn nhà giá bán quá là hợp lý. Mua đất tặng nhà luôn nè cả nhà ơi. Đó, với lợi thế tọa lạc ngay vị trí góc hai mặt tiền đường. Nhà mình thuộc hai hướng chính. Mặt tiền đường chính phía trước là thuộc hướng chính là hướng Tây, còn hẻm hậu bên hông thuộc hướng chính là hướng Nam. Phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Đông Tứ Trạch hoặc là Tây Tứ Trạch đều được. Hẻm trước nhà của mình trải nhựa rộng từ 3 đến 3 mét rưỡi nè. Hẻm này là hẻm thông bàn cờ, thông tứ tung luôn. Một căn nhà lợi thế góc hai mặt tiền đường quá là thông thoáng. Hẻm hậu bên hông được gia chủ mình có chỗ cửa hậu di chuyển ở bên ngoài cũng như là những cái ô cửa sổ nữa cả nhà. Thông thoáng lắm luôn á, một trệt một lầu. Thuộc hướng chính là hướng Tây và hướng Nam. Với khuôn đất diện tích là ngang 5, chiều sâu là 11 mét mà gia chủ đang rao bán với mức giá là 3 tỷ 950 triệu đồng. Một mức giá tương đối hợp lý luôn. Giá này còn bớt cho khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Nhà chính chủ xây dựng để ở này đang cần tiền bán gấp này cả nhà. Đó, một trệt một lầu bên trên, bên trên có chỗ ban công ra bên ngoài vô cùng thông thoáng. Với công năng sử dụng cho ngôi nhà ngang 5 chiều sâu là 11 là phòng khách, phòng bếp, bên trên có tổng là 2 phòng ngủ. Nhà thiết kế cơ bản hoàn thiện, sổ hồng công chứng mua bán trong ngày. Và đây là lối hẻm hậu của mình. Cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa và em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để cả nhà mình cùng tham quan. Một trệt một lầu, bên dưới được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa. Một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thì một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực nữa nè cả nhà. Và di chuyển vào bên trong, tầng trệt đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Đó, phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong, chúng ta có sofa, kệ tủ tivi, tủ rượu, tủ trưng bày. Và đặc biệt là khoảng không gian khu vực tầng trệt được gia chủ mình có thiết kế một cái hồ cá nè. Phong thủy tương đối tốt luôn, bên dưới gạch là gạch bóng kiến, chống trầy chống trơn trượt, 80-80. Hai phía bên thành tường ốp gạch cao phun trần lên trên luôn, sạch sẽ dễ lau chùi. Và mình có cái ô cửa sổ, những khung sắt bảo vệ rồi thêm lớp cửa hậu di chuyển ra bên ngoài nữa. Đây, mảng tường khu vực sofa của mình cũng đã được gia chủ mình trang bị tương đối hoàn thiện và rất là nét luôn á. Bên trên trần này cả nhà, trần chìm được cấp điện led âm trần. Một căn nhà chính chủ xây dựng để ở với khuôn đất là ngang 5, chiều sâu là 11 mét. Thêm bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà, ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng sắt CNC nè. Bên dưới chân cầu thang của mình đó, có khu vực tiểu cảnh mini. Ở đây chúng ta mua về mình thiết kế một cái khoảng cánh tủ mở mình để làm kho sử dụng cũng phù hợp luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại khoảng không gian khu vực gian bếp đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Bộ bàn ăn 4 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới đó, có máy hút mùi, bếp âm mặt đá, bồn rửa, phụ kiện bếp đầy đủ luôn cả nhà. Gạch ốp cao phun trần lên trên tông là màu kem luôn á, quá là sang luôn á. Một căn nhà phân khúc giá bán chưa tới 4 tỷ đồng. Lâu lâu mới thấy một căn nhà giá rẻ như vậy. Thằng này qua quay cho lên sóng liền để cả nhà mình cùng tham quan vào lựa được một căn nhà ưng ý nè. Lavabo đường soi nằm phía bên ngoài và toilet sử dụng riêng bên trong, bồn vệ sinh và tấm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần luôn. Toilet thì tương đối rộng luôn á, rộng hơn trên video Hằng Ni quay nhiều nha cả nhà. Đây. Đó. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà sở hữu với giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà phố đầy đủ công năng, ngang 5, chiều sâu là 11 m, hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp hoàn thiện luôn nè cả nhà. Tương đối rộng luôn. À, nhìn ra mặt tiền chính phía trước nè. Đây là mình có cái ô cửa sổ rồi lớp cửa để di chuyển lên trên nữa chứ. Và Hằng Ni di chuyển lên cái tầng bên trên cả nhà mình cùng tham quan.
2 phòng ngủ. Khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ly với shopline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà mua bán với giá bán hợp lý nhất 3.950.000.000 nha cả nhà. Giá còn bớt khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Và Hằng Ly đang có mặt tại gian lầu 1 nè, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện 2 phòng ngủ. Phòng phía sau thì có cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài, những khung sắt bảo vệ. Tông chủ đà là màu trắng nè, chúng ta có giường ngủ, tủ quần áo, kệ tủ để đồ. Bên dưới gạch là lót gạch da gỗ á cả nhà. Và sẽ có toilet sử dụng chung với 2 phòng. Bên trong toilet thì có bồn vệ sinh, lavabo đun sôi và tấm hoa sen đứng. Gạch ốp cao phương trần lên trên luôn. Đó, và phòng ngủ phía trước nè, cũng tương đối hoàn thiện luôn rồi. Có ban công, cửa sổ di chuyển ra bên ngoài và ống đồng máy lạnh. Chúng ta mua về để có thiết kế thêm một số đồ nội thất vào để an cư sinh sống nha cả nhà. Nhà này là sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày luôn. Và cá nhà mình quan tâm hãy liên hệ cho Hằng Ly để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà mua bán với giá bán hợp lý nhất. Phía trước ban công này là nơi để gia chủ mình thiết kế nè. Cái dạng phơi quần áo là mình để máy giặt, máy sấy ngoài này. Đó, ở khu vực trồng cây, trồng hoa. Và cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ly. Video của em đến đây cũng kết thúc rồi, lâu lâu mới quay một căn nhà phân khúc giá rẻ, tại vì thấy cái căn nhà này giá tương đối hợp lý luôn cả nhà. Mua đất tặng nhà cho một căn nhà 3.950.000.000 đồng. Mình ở thời gian á, sau này mình xây dựng mới cũng được luôn. 5 x 11 m. Và Hằng Ly xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.